gái đi chơi là không có được về khuya cái. Dạ thưa mình em đi. Mẹ ngàn lần cảm ơn con. Dạ. Mẹ xin phép con. Dạ dạ. Hèn, mẹ đi. Dạ, dạ mẹ lên. Tôi là chồng của cổ nè. Muốn nói gì nói chuyện với tôi trước đã. Nếu không có văn võ ở đây thì cái nhà này tanh banh hết rồi.